em việt chào quý vị và các bạn nha em việt uh, gom hết hàng ra uh, quay một video và báo giá gửi đến quý vị và các bạn video này nhiều quá à? chắc cả là, um, tiếng đồng hồ quá thì uh, mình gom ra một mớ đây thôi rồi chút xíu nữa thì quay hết một mớ này mình sẽ gom ra tiếp để mình chia sẻ đến quý vị và các bạn và giá thì em việt sẽ báo trực tiếp ở trên cái video này và giá trong video này là giá không mặc cả cho giá. Bạn nào cảm thấy uh, vừa túi tiền thì mua, còn đắt quá thì bỏ qua. Và một vấn đề nữa quý vị cần lưu ý, đây là những mặt hàng đã sản xuất cách đây mấy chục năm. 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là 5, 60 năm hoặc là 7, 8 năm. Và đây đây là toàn bộ những mặt hàng đã qua sử dụng, đã cũ. Thì quý vị vui lòng là xem kỹ video xem kỹ mô tả à, để à, mình quyết định mình chọn còn bạn nào mà lăng tăng cảm thấy là coi như là hồi hộp quá cảm thấy sợ bị ông Việt lừa cảm thấy là hồi chuyển tiền cho ổng thì chắc ổng không giao hàng thì đừng alo tìm chỗ nào tin tưởng với việc các bạn mua chứ có nhiều bạn cứ alo rồi sau bán vậy như vậy rồi. tôi thấy tôi hồi hộp tôi muốn mua nhưng mà tôi không dám này nọ tí với bán tiền trong túi của quý vị bạn quý vị muốn mua thì mua còn thấy không tin tưởng thấy không chắc chắn thấy không hồi hộp thấy hồi hộp quá thì tìm chỗ nào mình tin tưởng mình mua đó là quyền của quý vị của bạn rồi em việt uh, sẽ báo giá trực tiếp hết những mặt hàng trong video này quý vị và bạn nào có xem được video này thì cho em việt xin một like một lượt chia sẻ nha và có mấy cặp lô mỹ kìa bên trong rất là tốt luôn nha cặp lô mỹ từ 20 luôn bán mấy trăm ngàn bạc rồi cặp đầu tiên em về chia sẻ đến quý vị và các bạn đó là cặp lo của hãng tanh nôi cặp lo tanh nôi thì để em việc đứng lên quay hai cái màn lo cho quý vị và bạn xem à, màn lo đẹp nha quý vị và bạn và đây là cái cặp tanh nôi đen uh, đời 8 lỗ ốc quý vị lưu ý nha lưu ý nè đen đời 8 lỗ ốc chạy cũ ba tám năm sẹt tám quý vị thường sẽ gặp cái đời là bốn lỗ ốc thôi nhưng đời tám lỗ ốc này nó hiếm cực kỳ ở trên thị trường luôn và đời tám lỗ ốc này nó hay từ anico cái từ anico nó nặng hơn cái con mà bốn lỗ ốc luôn và cái gân này nó đã mục rồi và ông tây ông cũng tự thay để ông chơi nhưng cái gân này thì giờ về quý vị các bạn thay lại gân mấy ông tây thay này không có ngon nha thì uh, lý do tại sao mà tay nó nó thay nó chơi tại vì nó cũng đánh giá được cặp lo này hay nó muốn thay nó chơi nhưng bên nó không có điều kiện có gân và khi mà nó thay gân như thế này vô thì uh, tiếng nó không đạt cho nên nó đem ra nó đấu giá nó bán thì cặp này mình mua đấu giá về được quý vị và các bạn đó nó quý vị nhìn thay gân này về lột gân này ra thay gân khác vô nó màn lo đồ này nọ xin hết ha và cặp này là cặp đồng trục đời à, à, tám 8 lỗ ốc đời 8 lỗ ốc đây là cặp đồng trục monitor 385 sẹt 8 nó dính dơ thôi cái này là dính dơ nha này lao nhẹ ăn cái là ra và con này sản xuất tại Anh Quốc sườn trên sườn là dập chữ tano sản xuất tại Anh Quốc luôn đó con này thì quá đẹp với quý vị và các bạn màn giấy cái đời 8 lỗ ốc này rất là nhiều người sưu tầm nhưng mà ít có gặp đa số là sẽ gặp đời 4 lỗ ốc và cái đời 8 lỗ ốc này phân tầng của nó cũng khác đời 4 lỗ ốc luôn nha con con này tiếng chém nó rất là hay luôn ừ và phân tầng con này thì à, cũng như những con khác thôi à, kích thước đồ này nó cũng giống nhau nhưng một số linh kiện thì nó khác nó khác với đời bốn lô ốc và cái chạm ở phía sau nó cũ lô sĩ không? quý vị các bạn đó, chỉ một miếng gì thôi bắt vô vậy nè đó Rồi, cái volume vặn này nó cũng khác với cái dòng bốn à, lô ốc nữa. À. quý vị coi cho kỹ mình bao xin cặp này Em việc bao xin cặp tan nôi Hạt đen đời 8 lỗ ốc Chạy cũ 385 sẹt 8 Thì à, cái giá em việc bán cho quý vị và các bạn á Là 27 triệu đồng Chuyển khoản đủ mình bao ship tận nhà Bao xin Và chưa bao gồm thay gân Bạn nào muốn tự thay gân thì 27 triệu Còn bạn nào muốn mà à, Em việc Thay gân luôn Gân xịn chuẩn của tan nôi luôn thì thêm một triệu nữa là 28 triệu thì 28 triệu mình sở hữu một cặp tano đồng trục đời bốn lỗ ốc này thì tuyệt vời ừ. quý vị và các bạn dòng monitor dòng này là từ anico anh thành nó rất là hay luôn á từ vàng tư và số điện thoại của anh việt là 0963 721 519 số đó cũng là số zalo của anh việt luôn mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì nhắn tin em việc sẽ trả lời sau cho quý vị và các bạn và mua hàng thì có hai phương thức một là quý vị và các bạn chuyển khoản đủ còn hai là đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì cái giá nó sẽ khác rồi con này nếu như mà chuyển khoản đủ thì 27 triệu đồng bao ship chưa bao gồm thay gân thay gân luôn thì 28 còn bạn nào muốn đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì cộng lên thêm một triệu đó và không mình những cái mặt hàng mà mấy bạn cọc thì mình sẽ không bao phí ship nha rồi tiếp là một uh, cái cặp họng còi của GBL cái họng còi GBL này thì uh, nó trùng uh, đời nhưng nó khác số series 2307 2307 con này thì nó chưa có chạy với vị quạt đẹp lắm nhưng mà nó 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 khác số series cho nên vì các bạn thấy hai màu nó lệch nhau nè đó nó là điều là 2307 hết ha và cái cặp họng này nó vặn vừa với củ cô gan m104 đó. chút xíu nữa mình sẽ báo giá thì quý vị các bạn muốn chơi với cặp củ cô gan thì chơi mua họng gời thì mua và cái họng này cái chiều vòng uh, dòng tròn ở phía trước này á, là nó được 15 và chiều sâu á là nó được uh, 21,5 tính từ cái uh, từ cái đít này đế này cho đến cái cái mặt này 21 năm và đây là dòng à, gan các tiếng kêu rất hay ha rồi cái cặp hỏng này giá là 5 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship bạn nào muốn đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì 5 triệu 500 nghìn đồng cọc cho mình là 2 triệu đồng nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền cho bên đơn vị vận chuyển và mình không bao phí vận chuyển rồi cái cặp này là cái cặp Coran M104. Đây là cái dòng đời cũng rất là hay của hãng Coran. Cái chiều sâu của củ từ này là 7,5. Và cái đường kính là 10, 12, đường kính vòng tròn của cụ củ từ này là 12. Và cái ba lỗ ốc này nè, là nó bắt chuẩn luôn cho cái họng này luôn á. vô ngay luôn, ngay bon luôn. Và cụ này là M104, cụ đẹp, sà ben bao zin tuyệt đối cái dòng này là cái mâm màu màu vàng tiếng nó rất là hay luôn và giá cặp cũ này mình bán cho vị hoặc bạn là 8 triệu đồng nha 8 triệu thì uh, nếu uh, quý vị nào mà đặt cọc nhận hàng kiểm tra thanh tốn tiền thì mình bán 8 triệu 500 nghìn đồng cọc cho mình 3 triệu 5000 nghìn đồng và bạn nào mà mua nguyên cả bộ này thì là 13 triệu không bớt tiếp theo thì em việc chia sẻ đến quý vị và các bạn là một cặp chép của JBL của Gasin cặp này mình test mình thấy âm thanh nó rất là hay bạn nào mà karaoke thì chơi cái cũ này hay lắm nè mà mấy bạn thấy mấy bạn chưa có hỏi mình đó. À. đây là cái cặp JBL d 220 ti 16 ôm sản xuất tại Gasin cái cũ từ này thì nó có đường kính tầm khoảng 12 quý vị và các bạn và cái cái đường kính vòng tròn ở phía trước cái văn gặn này vặn nè thì nó xài cái cái họng vặn cái găng này vặn vô quý vị bạn có cái họng thì mình ấy còn mấy mình chế cái bát cái gì đó thì mình cặp này mình bán cho vị bạn á là 4 triệu hai ha chuyện phản đủ mình ba ship nha cặp này kêu hay lắm á quý vị của bạn nó hay hơn cả cái cũ mà cô ran bên kia đó nha nhưng mà nó cũng tùy tùy cái người nghe thôi có lẽ là mấy bạn thấy cái cặp củ chép mà sản xuất tệ ra xin mấy bạn làm uh, tưởng đây là hàng giả hàng nhái hàng gì đó thì mấy bạn chưa có mua hoặc là um, nó cũng rất ít ở trên thị trường mình luôn cặp này thì trên thị trường mình em việc sạch lên mạng không có nó chỉ có nước ngoài thôi quý vị các bạn nước ngoài ta xài thôi bên mỹ xài rất là nhiều rồi em việc có một chiếc bát gbl bát này để làm súp á 2241H từ 22 con 100. Con này chắc mình đoán nó con nó hơn 100 vì bảo bạn. Rồi, chiếc này là tình trạng là đẹp keng sờ ben. Mình gọi nó là bát 50 nhưng mà sự thật là cái bát này đo chuẩn thì nó tầm khoảng 46,5 thôi. Đó nhưng mà nó chuẩn là châu Âu là như vậy ha. Chiếc bát này đẹp can mình bán cho quý vị các bạn là 6 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship tận nhà cho quý vị và các bạn nha thường nhà quý vị và các bạn á mà có những cái uh, cặp uh, sub mà bát 50 á thì uh, nó hư một chiếc thì lụm chiếc này về để vô tiếng phê lắm nha quý vị và các bạn ở đây mình có một cặp bát 30 uh, của hãng uh, Dinaton Vodfer đồ là bvw uh, trừ 125 uh, công suất là 20W trở kháng là 8 ohm cái từ to như nồi cơm điện vậy đó bọc từ nữa thì đây là dòng lo kiểm âm ha cái đường kính của từ là 19 đó quý vị các bạn và họ làm luôn cả quay cho quý vị bạn sách thì quý vị biết là cái độ gấu của nó này nó như thế nào rồi ha cái gân này ở bên trong quý vị thấy là hãng họ tẩm dầu ở bên trong và bên ngoài thì không có tẩm dầu đó. ở bên trong còn vàng tươi màn dễ đẹp kem gân này là gân ship cặp này tiếng hay lắm bạn nào mà thích nghe mọc á tức là nghe theo kiểu mà ừ, nhạc xưa nhạc vàng á thì nghe ngon chứ uh, cặp này mà nghe mấy cái thể loại mà liên khúc disco cô cha cha đồ là không đã nha mà nghe mấy thể loại mà bolo acoustic bao phê luôn tình trạng lo đẹp zin hát tốt Cặp này nếu mà nó nằm trong thùng thì nó rơi đâu đó vào khoảng 30 mấy 40 triệu đó chứ không biết đâu. Trong cái thùng của nó đó. Tuy nó bắt 30 nhưng nó là dòng lo kiểm âm, dòng monitor. Cái dòng này thì uh, nó sản xuất chuyên cho cái uh, đài truyền hình ở bên Nhật các quý vị các bạn, mấy đài truyền hình bên Nhật họ dùng cái lo này để họ uh, là kiểm âm thanh hồi uh, năm khoảng 1000 000 là 960 mấy 70 bảy mấy gì đó mình nhớ không không rõ lắm thì nó vào khoảng thời điểm đó cặp lo này em việc bán cho quý vị và bạn á, với cái giá là 7 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship ha rồi đây là một cặp lo hát karaoke lo này dùng để hát karaoke nghe nhạc vẫn được nhưng mà nó là không chuyên về nghe nhạc đó à. chứ mấy bạn hỏi mình á, là lo này có nghe nhạc được hay không lo kia có hát karaoke được hay không mọi lo đều nghe nhạc được và hát karaoke được hết Nhưng nó xin hay không thôi Ô, Nó là chiên hay không thôi quý vị Lưu ý là cái chỗ chiên Rồi cặp lo này model là 2035HBL 8 ohm Sản xuất tại Cali USA Con này thì cái cụ từ của nó là Cụ từ con này là 19 Cụ từ 19 ha Thường dòng Mỹ nó ít có để uh, Nó quát lắm về các bạn Và quý vị nhìn thấy không cái từ nó đẹp keng 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 sầu em luôn và cái xương lo cũng đẹp luôn con này mình bao xin ha bát 40 dòng này là karaoke tiếng cực kỳ sáng luôn dòng này ba gân tiếng bát mềm à, quý vị và bạn quý vị mua dòng gbl để ý, mấy cái dòng hai gân á thì uh, tiếng bát nó cứng hơn tí dòng ba gân này thì tiếng bát nó mềm hơn tí Ây à. Đẹp Ken sao bên Theo dạng hàng bãi năm Theo năm tháng thì cũng dính bụi chút đỉnh uh, Nhớ vị vô bạn Rồi cặp bát này Em việc bán cho vị bạn là 8 triệu đồng Chuyển khoản đủ mình bao ship Thì uh, bạn nào muốn mua đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền Thì cứ thỏa thuận giá Ví dụ như cặp này thì có thể là uh, muốn đặt cọc thì mình bán là 9 triệu đồng, cọc cho mình 2 triệu còn 7 triệu ngân hàng kiểm tra thanh toán tiền. Rồi. Và cặp uh, bác JBL dòng này nghe nhạc nha, dòng này nghe nhạc 2225G 16 ôm. Thì uh, mấy bạn có hỏi mình nó là 16 ôm với 8 ôm nó như thế nào? Thường 16 ôm thì tiếng nó sẽ sáng còn 8 ôm thì bác nó nhiều hơn. Đó. Từ 22 con 100 đây là dòng 2225C Nó nặng đâu 2, cách tầm 23, 24 kg gì cặp này đó Màn giấy thì ken ken Đẹp Từ 22 con 100 Thì dòng này nó vừa Nó nghe nhạc được Mà hát karaoke cũng được Quý vị và các bạn à yeah thì à, cặp này mang giấy đẹp zin và mà có một cái điểm à, quý vị và các bạn lưu ý để mình khi mà mình nhận hàng á thì à, mình không có mất lòng, không có thắc mắc thì quý vị và các bạn thấy ở đây cái gâu lo gâu lo của chiếc bên đây nó dài hơn cái gâu ở chiếc bên đây một tí xíu bởi vì cái cặp này nó không trùng số seri tức là nó trùng số seri thì nó hai gâu nó sẽ ngắn là ngắn đều nhau dài là dài đều nhau thì mình chia sẻ đến quý vị và các bạn như vậy đó à, chính vì như vậy cho nên cặp này mình đấu giá được tốt mình bán giá rẻ cho quý vị và các bạn là 8 triệu 500 nghìn đồng chuyển khoản đủ mình bao ship bao zin bạn nào muốn đặt cọc mình bán 9 triệu 500 nghìn đồng cọc cho mình 2 triệu cặp này thường là giá đâu đó khoảng mười mấy triệu mười triệu mấy triệu đó bắt 40 nha quý vị rồi tiếp là một cặp lo gbl dòng nghe nhạc nữa là bát 40 bát 40 quý vị và các bạn cặp này là 2220A 8 ôm từ Anico nha ông này là từ Anico và màng là màng giấy gân vải ship gân đồ còn tươi lắm quý vị các bạn màng giấy đều màu gâu lo đồ này nọ đều nhau cặp này thì mình bán cho quý vị các bạn đó là 11 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship tận nhà luôn nha em việc chia sẻ tiếp à, với vị và bạn một số nữa về các bạn à, em việc cũng dự định là sẽ quay một cái video thật là dài để hết đồ luôn nhưng mà hiện tại thì điện thoại của mình á pin uh, nó còn có 6 phần trăm mà thì thôi gắng cố gắng là quay được như quay hả về các bạn thì uh, tới đâu thì tới ngày mai mình quay tiếp chứ bây giờ mà sạc điện thoại này là cũng mấy tiếng đồng hồ nó mới đây á rồi uh, quay một video nữa thì uh, hôm nay mình uh, thì hôm nay uh, mình không có video đăng thì thôi uh, mình quay được như quay ha, người sau đó là mai mình quay tiếp. À, cái cặp uh, chép uh, tiếp theo mình chia sẻ là cặp chép Coran uh, M103 và cặp này thì nó chạy cái họng JBL uh, H911. Chiều sâu là 29,5 Cái cũ này thì đường kính cũng 12 quý vị các bạn. Và trọng lượng con cái cũ này với cái cũ là 104 thì rồi hầu như là nó giống nhau nha. Rồi, chiều sâu của cũ củ là 7,5. Đường kính cũ từ là khoảng 12. Cái họng này thì H911 này nó có chạy nè. H91 chứ, xin lỗi. Họng JBL H91 nha quý vị và bạn nó có chạy Thì bạn nào mua nguyên bộ như thế này thì mình sẽ là 13 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship nha. Còn bạn nào mà mua cái cũ này không á thì 7 triệu đồng, cái họng 5 triệu đồng ha và tiếp uh, em việc chia sẻ đóng vị hoặc bạn một cặp tồn giải cặp tồn giải của uh, hãng for và cặp này tình trạng lo là đẹp căng căng sờ ben nha bát 40 màn giấy gân vải ha gân vải một sóng mà nè cái sóng này là gân vải bạn nào không thích gân vải thì mình uh, mua về mình thay gân mút vô ha cái con này là thay cái gân mút vô thì mình nghĩ là tiếng nó sẽ bát nó sẽ mịn hơn nó sẽ đẹp hơn thì tùy thôi tùy ý con đó, vị và bạn. và uh, con lo màng lo gân lo gì xin hết cặp này xin từ ra tới giết luôn màng đẹp đây là cặp toàn giải của hãng Fortet bát 40 đối với cái dòng mà Fortet đó là nó rất là đắt tiền nhưng mà cái bát 40 lại càng khó tìm nữa vì các đây, từ 22 con 100 bạn nào mà thích nghe toàn giải thì nghe con này con này thì uh, nếu mà tại thị trường mình đây thì không có đâu con này nó mất một tem thì đợt vừa rồi em việc cũng đáng tiếc là cũng có một con như thế này mất một tem và mình màng nó xấu mình bán nó rẻ phải chi mà để lại thì mình uh, đổi tem này qua tem kia thì uh, dồn vô một cặp đẹp thì nó cũng đỡ rồi quý vị chứ cặp này á nếu mà nó đủ hai tem á thì giá cũng không dưới là 18-19 triệu đâu tại vì toàn giải bát 40 còn những cái toàn giải của Fortet mà bác um, nó là uh, mười mấy hai mươi đôi khi có đâu cũng đã mười mấy triệu rồi nha đây quý vị nhìn thấy chữ phun răng không toàn giải phun răng và mô độ con này là F466 ha phun răng Tám ôm có chữ phun răng này là được rồi nè đây phun răng phun răng tức là toàn giải cặp này em việc bán 13 triệu chuyện khoản đủ mình bao ship nha 13 triệu quá quá tốt rồi. À. rồi mình có một cặp uh, xin lỗi mình có một chiếc thôi chiếc bát của anh đấy lên xin uh, chiếc này thì thường nó sẽ một cặp nó sẽ rơi vào khoảng hai mươi mấy triệu nếu như đủ một cặp thì đây mình có một chiếc duy nhất và nó đẹp màng đẹp ken sơ beng gân đồ kê okay hết rồi quý vị thấy gân nó dính bụi thôi cái chiếc này nó nặng cũng mười mấy ký tại vì cái từ nó từ nó hơn 20 mươi từ con này tầm khoảng 21 mốt thường thường á cái chiếc bát này nó sẽ nằm trong cái cấu hình thùng A7 anh thấy lên xin A7 á đặc biệt là chiếc này 16 ôm nữa về các bạn mô đồ là mô đồ là 515 e nè 515 chân 515 e 515 h đồ này nọ đó thì nó đa số là nó nằm trong cấu hình của thùng A7 thì mình có một chiếc mù cô thôi mình bán cho về các bạn 5 triệu đồng quý vị chuyện khoảng đủ mình bao ship còn bạn nào muốn chơi mà cái con toàn giải mà. Con này nhiều người gọi nó là lo bát nhưng mà mình nghe mình thấy nó là toàn giải. Thì quý vị hoặc bạn lên Google xem thử thông tin. Nha, mình nghe mình thấy nó giống là lo toàn giải chứ không phải là lo bát. Đây là con JBL D130 bát 40 thì mình bán cách đây là cũng mười mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ mình gặp một cái con D130 nào mà nó cái màng nó đẹp như con này. Con này mình không hiểu là cái người chơi bên kia họ sử dụng như thế nào mà cái màn nó đẹp như vậy nữa quý vị các bạn chứ con này nó nó cũng cổ lỗ sĩ nha đa số là cái màn của nó sẽ uh, dơ hay gì đó hoặc là cái mũi của nó đó nó cũng sẽ bám bụi nó rất là nhiều nhưng con này người bên kia họ xài quá kỹ mình nghĩ chắc họ để trong phòng họ trong phòng máy lạnh không bởi như nó đẹp như vậy nè cho mấy con một qua mưa trước các quý vị các bạn thì quý vị các bạn cũng thấy rồi đó về là nó cũng không có ngon lành lắm riêng con này nó quá đẹp luôn mà mua hàng đấu giá đôi khi nó được cái này được kia vì bạn đôi khi là những con đẹp vậy là mình lại mua rẻ nha ngộ rồi đó đôi khi hơn nhưng mà cái này chắc cũng trăm trường hợp mới được trường hợp chứ không phải là trường hợp, chứ không phải là lúc nào cũng gặp vậy đâu nha đó. thì đây là cặp d 130 mình may mắn là mình đấu giá được cặp này cực kỳ rẻ luôn mình bán cho quý vị và các bạn bao zin tuyệt đối hát tốt từ Anico D130 giá 13 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship cặp này á những cặp số xấu, xấu người ta đã bán giá đó rồi cặp này mình đẹp nhưng may mắn mình đấu giá tốt nha và tiếp em việc chia sẻ đó quý vị và các bạn là một cặp lo của anh Tết xin cặp này thì rất là nổi tiếng vậy giá thị trường nó cao lắm quý vị và các bạn anh Tết lên xin 604 trừ 8 ks studio monitor inox dòng này là dòng đồng trục cái cũ con này thì từ nó đâu đó khoảng hơn 20 cũ cũ robot đó. còn cái cái cũ mà lo chép này thì mình đón từ nó khoảng 15 cái cũ từ đó nha thì cặp này mình đón đón nó nặng nếu mà mình cân ký nguyên cặp cũ này không thì chắc có lẽ nó nó khoảng tầm đâu đó dêm dêm 30 kg trên chứ không bao giờ dưới hiện tại thì cặp này là xin đẹp keng sờ beng luôn á như quý vị và zin nha dính bụi rồi đó mình chưa có lao thôi rồi con này là bát 40 và mình đo thử cái vòng tròn rồi là nó chuẩn 40 luôn á tức là phủ bì đó, nó là 40 luôn và quý vị thấy là cặp này là đồng trục nó sở hữu cái còi đây và cái chữ gì nè cái chữ này là thường nó sẽ gắn lên cái còi nè ở gì đó là hon chữ hon này là thường là mình sẽ gặp ở trong những cái hỏng cội nói chung có được cái gì thì mình không biết cái chữ này không đọc mình không biết đọc và cái này nó đi theo có phân tầng phân tầng chuẩn zin của nó luôn màn giấy điều mà rồi ok hết hả vị và phân tầng của nó đây phân tầng này là à, phân tầng sáu không bốn trừ tám luôn hai volume ha hai volume để chỉnh con tầng lớn lắm nha đo gan tay thấy chưa nội cái volume này không á. cái đường kính vòng tròn của volume là 78 cm đó dây cắm đồ đi theo đầy đủ hết luôn cái bộ này cho vị của bạn thì thường cái bộ như thế này nè mà không có dây cắm á, thì người ta sẽ bán để cho vị đâu đó nó rơi vào khoảng 50 cho đến 52 triệu thì à, em việc á, là uh, mua mua cái bộ này nó có cái thùng mà may mắn là mình bán được cái thùng giá cũng đỡ đỡ rồi giá khá là tốt cho nên mình bán cho quý vị và các bạn á cặp cũ này chỉ có 38 triệu thôi quý vị và các bạn 38 triệu đồng chuyện khoản đủ mình bao ship ha và quý vị lưu ý là người ta bán năm hai mình bán 38 thì đừng có mặc cả trái giá gì nữa hết để nó còn mất thời gian của nhau và cái món mà đúng như trong tiêu đề mô tả là đây từ 19 con bao nhiêu thì mình không biết cặp này là cặp của electrovoy đó Electrovoi và đường kính cái màn bát này nè là nó 20 sắc đường kính cái vòng tròn phía trước này nó 26 từ 19 màn giấy gân này là gân ship đó còn con nó bao nhiêu thì mình không biết quý vị và và cái cái màn này á thì nó cũng không có không có điều màu hai cái màu nó khác nhau nè và một cái nữa đó là hiện tại á, là nó bị đứt gâu hay sao đó thì khi mà mình test á, là mình mình đấu dây vào á thì nó không có hát nhưng mà khi mà mình mình gõ gõ màn vậy nè là nó sẽ hát bình thường ha hai chiếc nó đều như vậy luôn chứ đây cũng vậy gõ gõ màn thì nó sẽ hát đó thì cái này mình đón là đứt gâu ở đâu ngay chỗ cổ con đó thì mấy bạn về bằng tự xử lý mình cũng xử lý ha đó, mình bán rẻ cho vị bạn về uh, nghiên cứu con này là bát 26 từ là một từ là là 19 đó nha là từ 190 đó chứ từ không phải nhỏ đâu hàng Electrovoi xịn giá mình bán 900 ngàn chuyển khoản đủ mình bao ship mà mấy bạn lưu ý nha mấy cặp này á thì đa số là lên là anh em mua rất là nhanh mà có một số bạn á, mà mua không được cái đầu quay ra cự mình nói mình câu like câu view này nọ thì đôi khi mình cũng mình bán mấy cái đồ rẻ rẻ vậy cũng mệt nó quý vị qua bạn rồi đây là một cặp uh, của hãng Ford Cặp này là cái cũ của nó là FD600 Chiều sâu của từ cái cũ đến cái họng là 41,5 Chiều ngang là 44 và chiều cao là 18,5 Cái họng này có đắp chống ồn quý vị qua Bạn nào muốn mua cũ rồi mình bán luôn ha Muốn mua họng mình cũng bán luôn thì uh, nguyên cái họng và cũ này thì mình bán giá 11 triệu đồng chuyển bạn đủ mình bao ship ha Còn bạn nào muốn mua lẻ thì mình bán cái cái họng là 7 triệu đồng. Còn cái cũ là 7 triệu đồng. Đó bạn nào muốn mua cái nào đó thì mua. Rồi, em Việt xin kết thúc video tại đây thì cái máy của mình nó cũng hết pin rồi quý vị và các bạn. Rồi mình hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai nha.